À, quý thầy cô với chúng mình cùng học với nhau nha. Chúng ta cùng học coi thử ra làm sao, chứ đừng có nghĩ rằng chúng mình dạy hay là quý thầy cô học không được không nè. Giả sử như bây giờ chúng mình cũng chưa biết gì về cái bài này, mà dựa trên cái nguyên tắc bát bất trung đạo đó, mình thử tìm hiểu cái bài này nó có theo cái nguyên lý đó không, lẽ ra dễ lắm. Thì có với tinh thần đó, mai mốt mình đọc mấy phẩm kia, cái mình tự suy luận nó ra thôi, không có gì khó đâu. Hả? Hãy dùng nguyên lý bát bất trung đạo. Câu hỏi vậy nha, hãy dùng nguyên lý bát bất trung đạo. Để mình ghi bản luôn đi. Cái phần thứ nhất á, là mình phải nói cái lý duyên sanh, cái lý y tánh duyên khởi là cái cốt lõi của Phật giáo. Từ lúc Đức Phật chứng đạo cho đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả giáo lý của Ngài đều dựa trên cái lý y tánh duyên khởi, như trong Trung Bộ Kinh số 26 gọi là Kinh Thánh Cầu. Đức Thế Tôn nói rằng cái gì đó lấy ra được chưa, pháp mà ta giác ngộ được gọi là y tánh duyên khởi, y đa bát cha ya ta bát tích cha sa mút ba đa gì đó ghi ra. Vậy coi lại bài kinh đó được không? Không coi uổng lắm. Đây là cơ hội để mình đọc lại bài Kinh Thánh Cầu. Không coi rất là uổng nha. Giờ là gì, laptop rồi gì, tính bảng, điện thoại cũng coi được nữa. Không cần phải vô thư viện vậy chăng á. Rồi. Thứ hai là mình phải nói được cái ý. Tức là chúng mình chấm ý thôi. Còn lời văn như thế nào là mọi người tự viết lấy. Không quan trọng. Chứ mình liếc qua có nói cái ý đó là có điểm. Có ý đó có điểm, không có ý đó trừ điểm. Vậy thôi à. Cái người chấm bài là như vậy á. Chứ không ai thời gian đâu đọc nha. Chữ đẹp thêm điểm, chữ xấu bớt điểm. À đương nhiên rồi, cái luật công bằng mà. Người ta viết đẹp là người ta đã luyện tập cả mấy chục năm, bữa nay 20 tuổi là 20 năm đúng không? À, còn viết xấu là luyện tập cái tánh ẩu 20 năm. Nói chơi thôi, chứ chữ đẹp chữ xấu không có bị trừ, không bị thêm. Nhưng mà bài dơ á là bị trừ. Tức là thay vì cái bài đó cho 50 điểm mà thấy gạch xó rồi bỏ đoạn, bỏ khúc gì tùm lum, không có rõ ràng. Thí dụ xuống dòng, không có chấm câu, viết tuồn luôn đại hải vô, nhìn không biết cái đoạn nào phải lấy cái bút đỏ gạch 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 cái đoạn nào để ghi ra rồi. Thì cái đó là đương nhiên không được điểm tối đa. Có ý đủ ý nhưng mà điểm thấp thôi nha. Ví dụ như 50 mình cho 49 thôi, ví dụ vậy đó. Đúng không? À. Thì đương nhiên rồi, cái người viết rõ ràng sạch sẽ, người ta nhìn vô người ta đọc trong vòng 30 giây là người ta đã cho điểm được rồi. Còn cái người mà viết ẩu, viết khó đọc á, phải nhìn tới nhìn luôn, mất hết 2-3 phút mới xong bài đó. Mà quý thầy cô tưởng tượng 100 bài chấm không có đơn giản, ngồi 4-5 tiếng mới làm xong một sắp bài vậy đó. Nó cực lắm chứ không phải đơn giản. Do đó quý thầy cô cố gắng mình viết rõ ràng, sạch sẽ, đừng có gạch xó nhiều, được không? Cái chỗ nào gạch xó mình lấy cây viết ra, làm ơn lấy cây viết gạch nhẹ đường chính giữa chữ đó thôi rồi viết tiếp, chứ đừng có bo voi sót dạ là xong à. Ta biết cái chỗ đó mình viết lộn, gạch nhẹ cái thôi, cái đường gạch nó không quá cái chữ. Thí dụ như mình gạch ở trong cái chữ này thôi, gạch vậy thôi đủ rồi, đừng có làm luôn qua tới đây nó lan qua chỗ khác nó dơ lắm nha. Làm nhẹ đường vậy thôi là xong đó. Rồi, xong chưa? À, ý thứ nhất là xong rồi, ý thứ hai là gì? Mới nói rồi, giờ nói lại nữa sao? Hả? À, ý thứ hai là mình thêm cái chữ tuy nhiên, tức là có cái câu dẫn chứng, cái liên từ đó đó. Tức là thứ nhất á, là Phật nè, với mình ghi tắt nha. Khi học bài mình chỉ việc viết cái sơ đồ là vô viết lại là được, là không cần phải học thuộc lòng. Phật là y tánh duyên khởi. Rồi, à, được không? À, nhưng à, chúng sanh á thì lại là hiểu sai về nó, hiểu sai hoặc là không đúng cũng được nữa, cái nào cũng được. Về cái này, được chưa nè? Hiểu sai cho nên cái gì? Cho nên thấy các pháp là có ngã, ngã chấp, pháp chấp gì đó. Rồi đó là cái cho nên một, đây là hậu quả một. Cái hậu quả hai á là vì thấy ngã chấp, pháp chấp cho nên nữa, được chưa? Nó cứ từng bước một bước vậy đó. Cho nên hai là gì? Hả? Thấy có
có gì? Có sinh, có diệt. Mở ngoặc ra là sự hiện hữu nha. Từ có sinh có diệt lại thấy một cái hệ quả thứ ba nữa. Luôn luôn nhớ, cái này là nhân, cái này là quả, cái này là nhân, cái này là quả. Mình phải có cái câu móc nói nó qua nha. Vì thấy có sinh có diệt nên là thấy có thời gian, đúng không? Thời gian là thật, tức là thường đoạn, chấp thường chấp đoạn á. Cũng như không gian cũng là thật. À, không gian thì có đọc, có giống có khác, tức là chấp gì? Đồng và dị. Và sự vận hành cũng thật luôn. Sự vận hành, vận hành là cái từ sự hoạt động, sự vận động cũng được, hoạt động cũng được, cũng là thật. Cái này gọi là bất lai xuất. Đó, đó là cái ý mà chúng sanh thấy sai. Thì mình nói ra 1, 2, 3 ý con, mỗi ý có 1 điểm, điểm, điểm gì đó, mình sẽ cộng lại sao nha. Thiếu ý mất điểm, thiếu ý mất điểm. Dễ lắm, không có khó. Chúng ta làm cái sơ đồ, chúng ta học thôi, không cần phải học thuộc lòng cái trang dài như đào tạo từ xa chi cho mệt. Rồi, gạch đầu dòng thứ 3 là chính vì lẽ đó cho nên Ngài Long Thọ, bắt đầu từ Phật chúng sanh là đến Long Thọ. Long Thọ làm gì? Ngài Long Thọ đã viết nên bộ luận Trung Quán để phá những quan điểm sai lầm của hàng phàm phu. Ngài Long Thọ lập ra Trung Quán luận để phá những quan điểm của hàng phàm phu. Mở ngoặc ra ngoại đạo và tiểu thừa. Cái chữ phàm phu là ngoại đạo và tiểu thừa. Để phá những sai lầm của hàng phàm phu, mở ngoặc ra ngoại đạo và tiểu thừa. Mà Ngài gọi là hí luận. Mà Ngài gọi là những quan niệm sai lầm của hàng phàm phu và nhị thừa. Mà Ngài gọi là hí luận. Như trong bài kệ. Trong bài kệ gì? Thiện diệt chưa hí luận á. Được chưa? Như trong câu kệ mở ngoặc ra thiện diệt chư hí luận. Nhắn tắt thôi, cái kia thì người ta biết rồi, chỉ nói là mở ngoặc ra. Như trong câu kệ mở ngoặc ra thiện diệt chư hí luận, đóng ngoặc lại nha. Vậy chưa? Rồi. Rồi chúng hai tiếp tục là mình cái gạch đầu dòng này là giới thiệu Long Thọ sáng lập ra Trung Quán Thuận với cái mục đích là thiện diệt chư hí luận. Rồi bây giờ là cái phương pháp biện chứng của Trung Quán luận là biện chứng là lý luận chứ chả có gì cả. Biện luận chứng minh gọi là biện chứng. Phương pháp biện chứng của Trung Quán luận là dùng nguyên lý bát bất trung đạo. Nói luôn khỏi gạch đầu dòng nhé, là dùng nguyên lý bát bất trung đạo. Cái ý của nó đó là nguyên lý bát bất, dùng nguyên lý bát bất trung đạo cũng được, mà mình không ghi trung đạo cũng không sao, cái chữ trung đạo không quan trọng. Nguyên lý bát bất để giải thích các vấn đề trong nhận thức của phàm phu, tức là ngoại đạo và tiểu thừa. Xin thưa rằng nếu mà tiểu thừa mà chứng thánh á, thì không còn phàm phu nữa, thì không có sai lầm đâu. Toàn bộ những cái sai lầm là đều vì mình chưa chứng ngộ, chưa chứng thánh, mà tưởng là chứng ngộ chứng thánh, cứ viết luận ra trật lất. Cái này nó gọi là tăng thượng mạng á, của hàng phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, được không?
Ví dụ như là giờ bắt đầu lúc đó mới đi vô câu hỏi nha, nha. Rồi giờ khỏi ví dụ luôn, làm luôn gạch đầu dòng kế tiếp. Sau đây là gì, biết ở gì? Sau đây chúng ta sẽ, nó ghi câu hỏi ra nha. Sau đây chúng ta sẽ dùng cái gì đó, câu hỏi nó nói cái gì đó ai nhớ đâu. Quý thầy cô làm, quý thầy cô nhớ chứ mình có nhớ đâu, nhưng mà để mình chụp hình lại câu hỏi đó, mượn câu hỏi quý thầy cô chép lại để cho ra, đừng sai câu nào hết. Chứ mình mới nghĩ ra câu hỏi đó à. Cho nên giờ chụp lại chứ không thôi, mốt cho khác nữa là la nữa. Đâu, ghi lại câu hỏi đó được không? Rồi giờ cái phần giải thích, cái đó mới chỉ là râu ria mà cũng có điểm á. Tức là cái bài viết của mình nó phải đầy đủ, mở bài, thân bài, kết luận đồ này nọ. Còn cái phần giải thích là hồi nãy giờ làm rồi. Dễ không? Dễ không? Giờ làm luôn cái phần kia nữa nha. Bỏ cái này đi làm thêm cái bản nữa là chúng ta có bài thi, cho mình mượn cái bài chép lại đi con. Cái câu hỏi thôi, câu hỏi thôi. Hãy dùng nguyên lý bát bất trung đạo, đúng rồi nè. Không biết hồi xưa người ta học có thi không ta? Cái hồi phong kiến rồi có không? Cái hồi có chứ, thi hương, thi hội, thi đình nữa hả? Chứ mình nhớ cái lúc mà chứ mình mới bắt đầu đi học chữ á, là cái lúc đó chưa học lớp 1, là trước giải phóng á, năm 74-75 gì đó, là ở đường Quang Trung Gò Vấp cách ngã năm Trường Chó khoảng 500m là nó có cái lớp gọi là ông đồ ổng dạy á, gọi là ông giáo, là cả nhóm trong xóm á, là nhóc như chứ mình cỡ 4-5 tuổi đi học chữ ABC á đó, là không có thi bao giờ hết trơn á. Học xong rồi cái bắt đầu nghỉ học, cái lên học lớp 1 luôn vậy, sướng ghê. Giờ quý thầy cô muốn học mẫu giáo hay là muốn học đại học? Muốn học đại học là phải thi nha. Còn lớp 1 trở lên là hết mẫu giáo rồi. Thì chúng ta bắt đầu phân tích tiếp nè. Phân tích nha, bắt đầu nha. Mình không viết ra cái bát bất trung đạo là không có điểm. Viết lại cho nhớ được không? À, chỉ cần gạch đầu dòng thôi. À, bát bất trung quán hai chấm được rồi, không cần nói dài dòng nha. Rồi bất bất gì đó ghi ra, nhất là sanh diệt nè, thứ hai là gì, thường đoạn nè, thứ ba là nhất dị nè, thứ tư là lai xuất nè. Đó, ghi cái này ra là có điểm. Rồi ghi lại, sau khi ghi lại xong rồi chúng ta bắt đầu phân tích nè. Trước hết chúng ta nói là đi, ghi cái đi thôi. Đi này không biết là danh từ động từ, không cần biết, chỉ nói là đi. Mở ngoặc ra là gì? Khứ hay là lai? Khứ nha. Là một pháp duyên sanh. Khi học bài mình đừng có ghi chữ ra hết, mình chỉ ghi nha. Đi, mở ngoặc khứ là một pháp duyên sanh. Cho nên, mà duyên sanh là tổ hợp, đúng không? Duyên sanh là tổ hợp. Gồm có mấy pháp á, mấy yếu tố ra. Thứ nhất là người đi, đúng không nè? Thứ hai là gì? Sự đi, thời gian đi. Thứ ba là hành động đi. Thứ tư, ví dụ mình thích thì cái, thực ra hành động đi với sự đi là một thứ, nhưng mà một cái là động từ, một cái là danh từ thôi nha. Bốn phần, ba phần gì đó cũng được, chúng ta ghi bốn phần luôn cho nó đầy đủ. Người đi, sự đi, thời gian đi, hành động đi. Hành động đi là động từ là to go, sự đi là going, thời gian đi là going time, người đi là the man who is going, thí dụ vậy đó ha. Đó, tùy theo mình. Hoặc là going man cũng được nữa. Rồi, đó là liệt kê ra có điểm. Rồi, xuống hàng chúng ta gặp đầu dòng kế tiếp. Bây giờ mình lấy cái gì phân tích trước, đừng có dạy gì mà lấy sanh diệt ra phân tích trước hết trơn đó nha. Tại vì cái đó không cần phân tích, cái đó, cái này là gì? Thường đoạn nhất dị lai xuất là biểu hiện của sự sanh diệt. Tại vì có sanh diệt thì mới có mấy cái này. Còn không có sanh ra, không có pháp thì không có mấy cái này. Cho nên chỉ cần mình phân tích cái này là kết luận rằng vì không có cái pháp đó cho nên sanh diệt không có. Pháp đó muốn tồn tại phải sanh ra, phải diệt đi. Mà giờ cái pháp đó mình đã lý luận nó không có thiệt rồi. Nó không có rồi thì lấy gì sanh với diệt nó nữa nha. Do đó chúng ta sẽ bắt bất kỳ cái nào chúng ta lý luận trước cũng được hết. Đã thành cái máy móc luôn, thành coi như là tự động automatic luôn. Để mình mốc mình đọc mấy cái phẩm kia, mình cũng cứ lấy cái đó ra mình phân tích, mình khỏi cần đọc cái bài chú giải gì hết trơn á. Mình cứ đọc cái kể ra, không biết lấy cái này ra phân tích cái này được không.
lấy này phân tích này được không? Không quán Như Lai phẩm Niết Bàn, mình cứ lấy mấy này ra phân tích nha. Rồi bây giờ mình lấy thường đoạn ra phân tích cũng được nữa nè, mình lấy nhất vị ra phân tích cũng được, mình lấy lai xuất ra phân tích cũng được, nhưng mà theo thứ tự thì mình cứ lấy thường đoạn ra phân tích trước đi, đồng ý không nha? Thường đoạn thuộc về mặt thời gian, tức là mình nói nè, mẫu mặt chúng ta để là đi hai chấm bất gì thường bất đoạn, rồi gạch đích hay là gì cũng được, mình phân tích cái ý đó nha. Thì giờ cái ý thứ nhất là mình nói thường đoạn thuộc về thời gian, đúng không nè? Gạch đầu dòng thứ hai, đã là thời gian thì có ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, cho nên cái hành động đi này nếu xét về mặt thời gian thì sẽ có ba trường hợp. Nhanh quá không? Nhanh quá không? Nhắc lại nha. Tức là gạch đầu dòng đi hai chấm bất thường bất đoạn, chúng ta có tới 50 điểm lận, cho nên là cứ mỗi cái vàng điểm á thiếu là ráng chịu. Đi là bất thường bất đoạn, thì thường đoạn thuộc về thời gian, mà thời gian thì có ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, được chưa? Do vậy hành động đi sẽ có ba trường hợp, hay là sự đi cũng được, hay là đi cũng được đó, chúng ta muốn nói cái gì cũng được. Do vậy đi gọi là pháp đi á, cho nó chính xác. Do vậy pháp đi sẽ có ba trường hợp về mặt thời gian. Cái này là biết rồi, khỏi nói nữa ha. Ba trường hợp là gì biết chưa? À đúng rồi, đã đi, chưa đi và đang đi. Xin nhắc lại nha, pháp đi có ba trường hợp về mặt thời gian là đã, đang và chưa. À, đã đi thì không còn nữa, cho nên không gọi là đi. Chưa đi thì chưa xảy ra hành động đi, cho nên cũng không có pháp đi. Được chưa? Xin nhắc lại nha. Đã đi là hành động đã trôi qua rồi, cho nên pháp đi không còn tồn tại nữa. Vậy chúng ta dùng cái chữ pháp đi cho nó dễ. Chưa đi là sự việc chưa xảy ra, cho nên pháp đi cũng không thành tựu. Do vậy chỉ có thể, dùng chữ có thể cho nó chắc ăn, như vậy chỉ có thể có khả năng là đang đi, đi. Như vậy chỉ có thể có khả năng là đang đi, đi. Được chưa? Nha. Rồi. Chúng ta đang phá cái đang đi đi. Bây giờ làm sao phá nó? Quý thầy cô nói tiếp dùng một bước đi, chứ để cho mình nói đi, quý thầy cô không có động não. Làm gì? Bây giờ quý thầy cô phải dùng một cái công thức gọi là thứ hai để áp dụng vô đây, để chứng minh cái thứ nhất không thật, tức là dùng cái bất đồng bất dị để mà giải thích rồi chứng minh cho cái bất thường bất đoạn cho dễ nha. Mình muốn phá cái đang đi, mà cái đang đi nó thuộc về thời gian, thời gian nó là thường đoạn rồi, cho nên không thể, tức là mình vẫn có thể phá được, nhưng cái đó để tính sau đi, phá cái đang dừng thôi. Cái đang đi thì mình dùng nhất vị để mà mình phá nó cho dễ, được chưa nè? Tại vì đang đi, cái pháp đi nó có bốn cái thuộc tính như vậy lận, tức là sanh diệt thường đoạn nhất vị lai xuất đều là bốn cái thuộc tính của cái đi cả, tức là đi nó bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất lai bất xuất đó. Do đó mình lấy cái nào của nó ra mình giải thích cũng được hết trơn á, tại vì nó là thuộc tính của nó mà. Do đó mình bắt đầu mình giải thích nè. À, chúng ta sẽ gạch đầu dòng kế tiếp, chúng ta ghi rằng xét. Thứ nhất á, là chúng ta xét là đang đi khác với đi, tức là dị, mở ngoặc ra. Xét đang đi khác với đi, mở ngoặc ra dị. Sẽ xảy ra trường hợp sao? Vậy đang đi là chủ thể đi, là chủ thể đi, là chủ thể đi thực hiện hành động đi,
chấm tròn thứ nhất cũng vậy. Mình đang nói cái xét này nè nha. Chấm tròn thứ hai. Điều này vô lý vì, nói nhanh lên là giải thích luôn điều, chứng minh cho người ta thấy điều này vô lý luôn. Giải thích cho người ta thấy điều này vô lý. Điều này vô lý vì không có hành động đi nào mà không có người đi. Vì không có hành động đi nào mà không có người đi. Đó. Không có hành động đi nào mà không có người đi. Như vậy, cái hành động đi này, như vậy cái hành động đi này được thực hiện bởi hai chủ thể là người đi và đang đi. Như vậy hành động đi này thực hiện bởi hai chủ thể là người đi và đang đi. Điều này vô lý rồi ha. Đó. Điều này vô lý vì không có hành động đi nào mà không có người đi. Như vậy trong trường hợp này là có tới hai chủ thể đi là người đi và đang đi. Cho nên nó vô lý. Được chưa nè? Một người, một cái hành động đi chỉ có người đi à, không có chuyện cái đang đi cũng đi với song hành với người như vậy. Cái đang đi nó biến thành người sao? Mình chỉ nói vậy thôi nha. Mặt khác, ta nhấn mạnh thêm, giải thích thêm một bước nữa cho nó dễ hiểu. Mặt khác, nếu đang đi là chủ thể đi, nếu đang đi là chủ thể đi, mở ngoặc ra, đang đi không phải là người. Mở ngoặc ra, đang đi không phải là người, đóng ngoặc lại. Thì tất cả những thứ không phải là người cũng đi được luôn. Thì tất cả những thứ khác không phải là người cũng đi được luôn. Ví dụ như cái bàn cũng đi luôn, trong lúc con người thực hiện hành động đi thì cái bàn cũng đi theo luôn à. Đúng không nè? Nha. Cho nên phi lý, ghi vậy đó, cho nên phi lý. Đó là xong cái xét đang đi khác với đi. Mình xin nhắc lại lần nữa để chúng ta hiểu luôn rồi khỏi cần phải học nha. Nếu đang đi khác với đi, vậy đang đi là chủ thể và đi là động từ. Mà đang đi là chủ thể đi, trong khi cái pháp đi nó có tới 3 pháp hợp lại là người đi, sự đi, hành động đi, thời gian đi, 4 cái luôn nha. Như vậy thì nếu đang đi khác với đi thì sẽ có ít nhất là 2 chủ thể đi là đang đi đi, người đi đi, sự đi đi, hành động đi đi, ví dụ đi ha. Như vậy vô lý, bởi vì thật ra chỉ có cái hành động là một người đó đi thôi à. Cái vô lý thứ hai, nếu đang đi nó đi mà đang đi không phải là người mà là vật hay là sự kiện. Nếu người đi mà nó kéo theo sự vật đi, sự kiện đi thì mọi thứ không phải là người cũng sẽ đi theo luôn đó, cũng sẽ đi luôn. Như vậy là vô lý. Và thật sự khi đi chỉ có người đi à, mình đâu có thấy cái đang đi đi rồi cái người gì đi đi đâu nha. Cái vật gì đi đi đâu. Cái sự vô lý nó nằm ở lý luận ở chỗ đó đó. Vậy là xong rồi nha. Còn cái ý thứ hai là đồng. Cái đó là dị. À, dị nha. Được chưa? Tới đây mình có thể kết luận một cái kết luận nhỏ nhỏ. À, tức là tiểu kết luận á. À, chúng ta có thể như là vậy cũng được nữa. Ta kết luận đây luôn đi để cho nó dễ. Vậy pháp đi là bất dị. Đó, kết luận lại một cái. Vậy pháp đi là bất dị, trong ngoặc kép, cái chữ bất dị trong ngoặc kép đi. Vậy pháp đi là bất dị. Cái câu này cũng, câu kết luận này cũng chính là câu chuyển ý cho cái ý sau là bất đồng. Được chưa? À, nhờ cái kết luận này cho nên cái văn của mình nó xuôi từ đầu đuôi, đầu xuôi đuôi nó lọt luôn. Chúng ta gạch đầu dòng kế tiếp so với cái đầu dòng này, nghĩa là xét đang đi đồng với đi. Được chưa? Để mình chứng minh rằng pháp đi là bất đồng á nha. Gạch đầu dòng kế tiếp là xét đang đi đồng với đi. Quý thầy cô ghi xong rồi, ai rảnh rảnh đánh máy ra cái in cho mọi người bản làm cho nó khỏe luôn. Mọi người khỏi ghi lại. Ai xiên lớp phó học tập đâu, làm gì, bầu ra phải. Đúng không? Nha.
thật ra mình mà làm cái điều đó là mình là phước vô lậu, bố thí ba la mật đó. Làm cho mọi người có một cái bản người ta ngồi người ta đọc, nhất là những người mà không có đi học hôm nay khó hiểu hơn thì người ta có cái bản người ta học thuộc lòng cũng được, nó vô A Lại Gia Thức đi rồi biết đâu đường vô A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức chúng ta có cái hay nha, nó có một chức năng gọi là cái đặc tánh đặc biệt á, nó gọi là chức năng đặc biệt mà không biết quên cái tên rồi. Chức năng đặc biệt của nó là mình cứ cho nó vô rồi tự nó sắp xếp, hay chỗ đó đó, nó giống như một cái máy pha cà phê tự động vậy đó. Mình cứ đổ cà phê, đổ sữa, đổ đường vô là tự động nó chế ra thành cái ly cà phê sữa. Thì A Lại Gia mình nó có chức năng, cái đặc tánh đặc biệt của chức năng A Lại Gia là tự xào nấu, tức là chủng tử vô trong đó tự động nó xào nấu, nó sắp xếp lại. Cho nên những cái kiến thức mình cứ học vô, ví dụ không hiểu cứ đọc vô rồi tự nó xào nấu và nó ra kết quả. Hòa Thượng Chí Tịnh nói kinh Đại Thừa đọc không hiểu á, đừng có phỉ báng đó, cứ việc đọc rồi đến một ngày nào đó tự cái tiềm thức, cái tàng thức của mình nó xào nấu. Trong ba chức năng của A Lại Gia thì có chức năng đặc biệt đó, tự nhiên chứ mình quên lẫn nhất rồi nha, giải nhiếp Đại Thừa luận rồi mà quên đó nha, lâu quá rồi. Thì cái chức năng huân tập nè, rồi chức năng là khởi hiện hạnh nè, và chức năng đặc biệt hơn gọi là đặc tánh của đặc biệt của nó là nó xào nấu lại. Thì quý thầy cô biết không, mình cứ việc học cái bài thuộc lòng đó đi, mình không hiểu gì hết cũng được nữa. Đến một lúc nào đó tự nhiên mình đọc cái đoạn nào đó trong cái sách nào đó, cái nó cái chỗ này bữa mình có đọc nè, cái tự nhiên mình hiểu luôn cái bài trước đó. Nó đặc biệt cái đó nha. Archimedes hồi xưa cũng vậy, không hiểu tại sao mình tắm trong nước cái tự nó nổi lên, ông ta cứ ghi nhận rồi thôi chứ ông ta suy nghĩ không có ra. Đến một lúc tự nhiên cái ông ta ngộ ra, à nước nó có lực đẩy mình mới nổi chẳng hạn. Quý thầy cô biết cái máy may mà mình may á là không phải đơn giản đâu. Hồi xưa người ta may kim á là người ta xỏ cái chỉ ở cái đuôi của cây kim, trong khi đó cái máy may là xỏ chỉ ở đầu hay đuôi cây kim? Ở đầu cây kim đó. À thì cứ xỏ chỉ cái đuôi á thì cái động tác may nó rất là chậm, tại vì xỏ kỹ cái đuôi thì cái đuôi nó xuống rồi nó phải quay lên để nó may cái mũi khác, nó cứ lên xuống vậy đó nha. Và cái người mà sáng chế ra máy may á, người ta muốn tạo thành một cái máy nào đó mà nó thật là nhanh, nó vừa nó không cần phải đâm hết cái kim mà nó đâm cái đầu cái kim thôi là đủ rồi nha. Thì người ta không có làm cách chi mà có thể tạo được cái máy may được. Máy may mà thỏ chỉ ở đằng đích thì không bao giờ nó may nhanh được hết trơn á. Cái một hôm ông ta nằm mơ á, ông ta mới thấy là ông ta cầm chỉ xỏ vô cái đầu cây kim chứ không phải cái đích cây kim. Tự nhiên ông ta xỏ vô cái đầu cây kim và ông ta thấy tự nhiên lúc đó mình may rất là nhanh, giống như thêu rồi đó, chậm cái nó ra cái áo à. Nhưng thức dậy cái ông nghĩ, ồ hay là mình thử coi, bây giờ mình đừng có chế máy may cái kiểu xỏ chỉ ở cái đuôi mà xỏ chỉ ở cái đầu coi làm sao. Thế là ổng làm cái đầu cho nhọn lại và cái lỗ nó nằm ngay cái đầu. Từ đó cái máy may ra đời là nhờ ổng nằm mơ mới được. Nó sắp xếp lại. Một người khác là Mendeleev cũng vậy nữa. Hồi đó là các thế giới được có tạo bởi vật chất, không biết làm sao mà sắp xếp theo thứ tự được hết trơn á. Nó quá phức tạp đi. Đến chừng lúc mà ổng nằm mơ, ổng thấy ổng xếp vô. À, đầu tiên là hydro là hai nguyên tử nè. Hạt nhân quay xung quanh rồi đến 3, 4, 5, 6 cho đến oxy là 16, carbon là 14, silic là như nhiêu đó ha. Oxy là 32, silic 16, ví dụ vậy ha. Ổng sắp xếp một hơi, ổng làm xong cái bảng phân loại tuần hoàn trong giấc mơ. Và ổng thức dậy một cái, ổng nhớ, ổng lấy giấy, ổng vẽ cái bảng phân loại tuần hoàn 108 nguyên tố xong. Giấc mơ là hoạt động của tiềm thức, của tàng thức của chúng ta, chứ không phải ý thức nó ngủ rồi. Mà lúc mà nằm mơ là ý thức nó hoạt động nửa vời, nó yếu ớt. Ý thức hoạt động trong giấc mơ là chỉ nhận biết cái sự hoạt động của tàng thức và tiềm thức thôi, chứ không phải nó hoạt động à. Nó đang thấy tiềm thức hoạt động gọi là giấc mơ. Do đó mà những cái giấc mơ của chúng ta là đều sự hoạt động của A Lại Gia hết. Đặc biệt không? Thì bây giờ quý thầy cô soạn ra cái bài đó, in ra mỗi người bản về nhà đọc á, thì không hiểu cũng cứ việc đọc đi để thuộc lòng đi cái đã. Thuộc lòng rồi ngày nào đó tự nhiên cái lúc đó mình tốt nghiệp xong rồi, cái môn Chung Quán Luận này mình nghĩ miết là mình có đi học đâu. Đến chừng mà đi biểu giải Chung Quán Luận, cái từ trong tàng thức nó lôi ra, à muốn giải mấy cái bài kệ Chung Quán Luận này thì cứ dùng cái Bát Bất Chung Đạo mà lôi ra mà giải thích. Mà dùng Bát Bất thì đừng ngu gì lấy cái Bất Sanh Bất Diệt giải thích chứ không có ra đâu. Mình cứ lấy cái thứ hai, thứ ba, thứ tư mình giải thích, nó ra rồi cái mình quay lên mình kết luận cái thứ tư là xong, rất là khỏe, đúng không? Và phẩm nào mình đọc mình cũng giải quyết được hết trơn á. Đó là lúc đó tự nhiên cái nó nhớ lại, được không? Rồi tiếp tục nha. Xét
cái sự đồng. Xét đang đi đồng với lại đi, đang đi đồng với đi hình thành nên được pháp đi nha. Nếu đang đi đồng với đi thì như vậy pháp đi đã được hình thành. Pháp đi đã được hình thành bởi hai yếu tố. Bởi hai yếu tố đồng nhất là đang đi. Đi. Hai cái là đang đi đi. Xin nhắc lại, nhét xét đang đi đồng với đi. Trong trường hợp đó pháp đi đã được hình thành bởi hai yếu tố đồng nhất với nhau là đang đi đi. Như vậy pháp đi đã được hình thành thì người đi không cần thiết nữa. Nếu pháp đi đã được hình thành thì người đi không còn cần thiết nữa. Điều đó vô lý. Điều đó vô lý vì không có pháp đi nào mà không có người đi thực hiện pháp đi đó. Tóm lại, pháp đi trong trường hợp đang đi, pháp đi trong trường hợp đang đi là bất đồng bất dị, là bất đồng bất dị với hành động đi chấm. Hay nói cách khác, đang đi không tồn tại. Rồi xuống hàng ghi tiếp. Đang đi phải, đã đi phải, chưa đi phải, đều không tồn tại. Cho nên cái gì? Yếu tố thời gian đi cũng không tồn tại. Phá được thời gian đi ha, phá được bất nhất bất dị. Rồi, kết luận tiếp nè. Vì yếu tố thời gian đi không tồn tại nên pháp đi là bất thường bất đoạn. Vì yếu tố thời gian đi không tồn tại cho nên pháp đi là bất thường phải bất đoạn. Rồi sau đó chúng ta xét, hay là qua thị hay gạch đầu dòng cũng được, tùy mình nha. Xét pháp đi, ghi ra luôn pháp đi. Hai chấm, bất lai bất xuất. Cái cuối cùng là xét nó đó, lấy nó xét nó. Chúng ta xuống hàng chúng ta ghi nha. Nếu đây qua thị thì đây gạch đầu dòng, nếu đây gạch đầu dòng thì đây chấm tròn cái gì đó. Như đã phân tích, đang đi không tồn tại. Vậy có khả năng, vậy có khả năng là pháp đi sẽ tồn tại khi dừng lại. Mở ngoặc, vì dừng lại đối lập với đang đi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chữ xấu quá cho nên phải bôi đi chứ để nhìn, ta nhìn lên ta tưởng con trùng dế gì chết. Cái ý thứ hai nè, tức là mình dòm cái chấm tròn nữa để nói cái ý nó ra. Cái ý thứ hai á là tuy nhiên nếu một pháp dừng, nếu một pháp dừng lại thì tại điểm dừng
thì tại điểm dừng sẽ không tồn tại. Nếu một pháp dừng lại thì tại điểm dừng sẽ không tồn tại pháp đi. Chấm tròn thứ ba, phân nó tách nó ra nó dễ nhớ, nó dễ hiểu chứ thôi nó rối lên luôn á nha. Tới đây quý thầy cô ghi câu thứ ba giùm chứng minh được không? Trong cái ý xét. Đọc giùm mình coi, giờ ghi gì đây? Giờ chứ mình cũng muốn điên rồi, rối luôn nó rồi, trong quán lượng khó quá rồi. Bây giờ quý thầy cô giải thích giùm đi. Hả? Câu thứ ba nên nói sao quý thầy? À, ai nói được câu này? Quý cô ai nói được? Quý thầy ai nói được? À, chúng ta sẽ nói làm sao? Hả? Nếu một pháp dừng lại thì tại điểm dừng không tồn tại pháp đi. Mà đúng rồi, đã không tồn tại pháp đi thì lấy gì dừng lại? Được chưa nè? Mà đã không tồn tại pháp đi thì lấy gì dừng lại? Đó. Được không? Mà đã không tồn tại pháp đi thì lấy gì để dừng lại tại cái điểm dừng đó? Phải ghi chú cái chỗ đó nữa nha. Mà đã không tồn tại pháp đi thì lấy gì dừng lại tại cái điểm dừng đó? Cho nên không những pháp đi không tồn tại mà dừng lại cũng không tồn tại. Cho nên không những pháp đi không tồn tại mà dừng lại cũng không tồn tại. Chấm. Do đó, nếu coi pháp đi là xuất dừng lại, pháp đi là xuất, đúng rồi. Và ngược lại với xuất hay dừng lại là đến hay là lai. Ngược lại với xuất là dừng lại hay là đến hay là lai, thì pháp đi phải mang đặc tính bất lai bất xuất. Giống như mình đi về tới nhà thì mình phải dừng lại, chứ mình đi nữa đi huốt luôn sao. Cho nên dừng lại là đến đó nha, là lai á. Cho nên pháp đi là bất lai bất xuất. Nếu coi pháp đi là xuất là khứ thì dừng lại sẽ là đến là lai. Cho nên pháp đi là bất lai bất xuất. Mình đã kết luận ở trên là không có tồn tại cái dừng lại và cái đi rồi. Vậy đó. Vậy xong rồi ha. Chưa. Còn câu nữa. Còn câu cuối cùng nữa. Rồi, thiếu câu cuối cùng đó là không có trọn vẹn. Bây giờ mình tóm lại, túm lại, kết luận gì cũng được á. Kết luận. Pháp đi không tồn tại vì nó có cái đặc tính là bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất xuất. Kết luận, pháp đi không tồn tại vì nó có đặc tính là bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất xuất. Mà cái gì không tồn tại thì cái đó không thể có đặc tính là sanh ra và mất đi. Cái gì không tồn tại thì cái đó không thể có đặc tính sanh ra và mất đi. Hay nói cách khác, nó phải có đặc tính là bất sanh, diệt, bất diệt. Hay nói cách khác, nó phải có đặc tính là bất sanh, diệt, bất diệt. Chấm. Pháp đi cũng như vậy. Vì không tồn tại nên có đặc tính bất sanh, bất diệt. Vậy đủ rồi, nói nhiều nó mệt ha. Đủ rồi. Vậy mình nói ba cái rồi, nó thêm cái nữa mà vẫn lại lặp lại. Do đó pháp đi phải có đủ đặc tính chỉ cho mệt nha. Nói chung là tự mình hiểu với nhau được rồi, phải không? Dạ, rồi, thôi nghỉ đi quý thầy. Ê, chưa nghỉ, chưa hết giờ. Giờ chúng ta còn học bài nữa, tranh thủ. Làm tranh thủ ngủ khẩn trương. Dạ. Bây giờ là cái lúc quý thầy cô học như chơi. Giống như thầy Minh Niệm có viết cái tác phẩm là Làm Như Chơi. Có đọc chưa? Hay vô cùng mà không đọc. Dạ. Bây giờ là thử coi chúng ta phát hiện ra được điều gì ở trong cái bài Quán Nhiên Khả Nhiên theo cái kiểu giờ nãy giờ mình phân tích không nha.
giờ mình coi như là mình thử, mình nghiên cứu thôi, chứ đừng nghĩ là học gì trơn á, cho nó thoải mái, đồng ý không nha. Còn không phân tích được thì thôi ngủ, có gì đâu mà lo. Cho nên là chúng ta học như chơi, bắt đầu. Còn nửa tiếng nữa hả? Chiều có học nữa không? 4 tiếng nữa. Cho nên bây giờ thay vì học nửa tiếng học 15 phút thôi, chịu không? 15 phút học 16 bài kệ, đồng ý không? Mỗi bài kệ 1 phút coi, chịu không? Để cho nó có bài, chứ 4 tiếng mà không học bài gì hết cực kỳ chết đi được. Người ta nói là mình lười biếng cái kẹt, đúng không? Rồi bắt đầu nha. Bây giờ cái bài này á là nó phân tích về nhiên khả nhiên. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè. Quý thầy cô có biết rằng là chúng ta đang sống ở đâu không? Đang sống trong ngôi trường, hay còn gọi là ngôi nhà, hay còn gọi là nhà lửa như trong Kinh Pháp Hoa, đúng không? Bản thân chúng ta là đang đốt hay là bị đốt? Chúng ta đang bị đốt bởi ngọn lửa của gì? À, của tham sân si. Mà tham gì mới được chứ? Giờ tham tu thành Phật cũng lẽ đốt mình à? À, tham ngũ dục. Rồi. Và nhưng mà thật ra thì mình đang đốt mình hay là mình bị đốt? Nói kiểu nào cũng trúng, cho nên đang đốt và bị đốt đều không trúng hết trơn. Nói kiểu nào cũng trúng là không có kiểu nào trúng nha. Nhưng khái niệm mà đốt và bị đốt á là quan trọng lắm, bởi vì cái khái niệm này là nó được tạo ra bởi vì mình có cái quan niệm rằng là chúng ta đang bị đốt cháy. Đối với thầy cô, Đức Phật thuyết cái chuyện mà đốt và bị đốt này từ lúc nào? Bài kinh số mấy? Ở trong kinh nào? Ai biết? Kinh gì? Kinh gì? Kinh gì? Gần gần nhớ nhớ rồi đó. Kinh gì? Tất cả bốc cháy là kinh gì? Kinh số mấy? À, ngôi nhà lửa là Kinh Pháp Hoa. Trời ơi trời. Cái kinh gì đó mà nghe rồi đúng không? Thưa quý thầy cô, lần thứ nhất Đức Phật thuyết kinh gì sau khi thành đạo? Chuyển Pháp Luân. Nói về tứ diệu đế bát thánh đạo và lý trung đạo, theo cái kiểu mà không thọ hưởng dục lạc, không có khổ hạnh ép sát. Rồi sau đó không ai hiểu hết, chỉ là hiểu sơ sơ, Đức Phật mới thuyết lên cái bài kinh thứ hai là kinh gì? Vô ngã tướng. Đó. Sau khi thuyết vô ngã tướng là chứng A-la-hán hết 5 anh em Kỳ Trường Như. Rồi sau đó là Đức Phật độ thêm 60 người nữa chứng A-la-hán, rồi Đức Phật mới đi về để độ vua Tần Bà Sa-la. Trong lúc đi về độ vua Tần Bà Sa-la thì Đức Phật cũng có tính rồi, trên đường đi mình sẽ độ cho 1.000 người để lấy cái đó làm đệ tử. Mà khi có đệ tử chứng thánh rồi á, thì ra mắt Tần Bà Sa-la mới xứng đáng là một vị giáo chủ được. Muốn thuyết phục mấy ông vua á, thì mình phải có cái gì để nói người ta tin chứ. Khơi khơi nó tôi chứng đạo, ông vua ông ngồi ông vừa uống trà, nó ôi ông chứng đạo ông biết chứ tôi làm sao tôi biết được, giống như tôi uống nước trà tự nóng lạnh thì tôi tự biết, chứ còn thái tử Tất Đạt Đa chứng đạo thái tử biết chứ làm sao mà chứng minh cho tôi thấy được là thái tử đắc đạo, đúng không nè, đồng ý không? Cho nên Đức Phật biết trước điều đó, với cái trí thiên nhãn của mình, Đức Thế Tôn đã độ để kiếm đệ tử, tại vì sát nách nhà vua ở thành Vương Xá, mà nếu mình đi Phật tích thì từ ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á, mình đi qua thăm núi Linh Thú này nọ, thì mình sẽ đi qua cái ngôi làng, mà ngôi làng đó là cái nơi ghi dấu, nơi ở và nơi hành đạo của ba anh em nhà Ca Diếp. Người anh cả có 500 đệ tử, hai người em mỗi người còn lại có nhiều đệ tử? 300 đệ tử, 200 đệ tử nữa, đúng không? Nha, là 1.000 đệ tử ở đó. Cho nên là mình mà độ mấy ông này xong cái là mấy ông này là giáo chủ của cái đạo thờ lửa mà còn quy y với mình, bởi vì biết rằng mình là một người giác ngộ, thì lúc đó nhà vua mới tin rằng mình giác ngộ. Cái từng bước quần pháp của Ngài vậy đó. À, thì khi đó thì Đức Phật độ 1.000 vị thầy này bằng cái bài kinh đốt cháy đạo thờ thần lửa, họ lấy lửa làm chính. Và Đức Phật đã thuyết chúng ta đang bị đốt cháy liên tục, các cơ quan của chúng ta, các giác quan của chúng ta, tâm thức của chúng ta hàng ngày hàng giờ bị đốt cháy bởi phiền não tham sân si, bởi vô minh của chúng ta. Và bây giờ á thì thay vì thờ lửa là thần ở bên ngoài,
Lửa có khả năng đốt cháy thế gian thì kệ nó chứ. Còn mình đang bị đốt cháy bởi cái gì đây? Tại sao mình không tìm hiểu? Cho nên thuyết cái bài kinh Thế Gian Bốc Cháy là bài kinh số 3. Tính ra bài kinh chính quy á, còn thuyết cho mấy anh em nhà gia sáo biết thuyết kinh gì không ai nói ha. Dạ. Thì đó là cái bài kinh mà liên quan và có ảnh hưởng về tư tưởng đối với cái bài nhiên khả nhiên cháy và bị cháy này đây. Thì khi mà nói chúng ta đang bị đốt cháy á, thì rất dễ xảy ra một cái tình trạng là phân biệt hai thứ bị đốt cháy và đang đốt cháy. Mình vừa bị đốt cháy bởi cái mà chính mình thì nó dường như là hai trong một. Mà nếu hai trong một á, thì vậy thì chẳng lẽ mình đốt mình, vậy thì ai là mình, ai là người bị đốt đây? Nó sẽ rối tung lên hết, người ta không biết rằng cái gì đốt, cái gì bị đốt. Còn nếu tách riêng ra mình là cái bị đốt, vậy thì ai là đốt mình, đúng không? Mà nếu mình đang đốt thì mình đốt ai? Do đó mà đồng vị gì đó cũng không có xong nữa. Rất là rắc rối, rất là phức tạp. Nếu phân tích kỹ cái bài kinh đốt cháy á, thì cuối cùng chủ thể đốt cháy là ai và ai là người đối tượng bị đốt cháy. Vì vậy Long Thọ mới có cái phẩm này. Và chính cái đốt cháy đó nó làm cho mình khổ đó quý thầy cô. Khổ là cái gì trong năm uẩn ta? Khổ là cái gì trong năm uẩn? Đúng rồi, cảm thọ. Cho nên thật sự Đức Phật ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh, cho chư thiên, cho loài người, cho số đông á, chẳng qua là để xóa bỏ cái quan niệm cảm thọ có thiệt. Mà cảm thọ đó thì lại liên quan đến chủ cháy và đốt cháy nè. Mình bị thiêu bởi chính mình cho nên mình mới khổ. Mở đầu cái này nè, nó nói nè, thầy đọc thử rồi nha. Chắc thọ nhận và người thọ nhận hiện hữu như lửa và nhiên liệu. Lửa là người thọ nhận, cái gì được thọ nhận là nhiên liệu, tức là nói năm uẩn. Chẳng áp chẳng phải vậy, vì sao? Vì lửa và nhiên liệu chẳng phải thành. Lửa và nhiên liệu có thể thành như là một pháp hoặc hai pháp, nhưng thực tế không thể thành. Mệt, đọc xong không hiểu gì hết. Hiểu không? Hiểu. Ai biểu đọc sơ sơ nhanh như vậy chi không hiểu. Vậy thì muốn hiểu phải đọc chậm lại, hoặc là được nghe giảng sẽ hiểu. Được chưa nè? Dạ. Thì thưa quý thầy cô, cái mình đau khổ, mình không phân tích được rằng là không có cảm thọ, không có ai đốt ai, tham sân si cũng không có thiệt, và cái người bị tham sân si nó hành tam độc đó cũng không có thiệt, khổ đau không thiệt. Mà muốn biết không thiệt thì hãy nghiên cứu cái bài đốt bị đốt đi, ý ngài Long Thọ vậy đó. Rồi bây giờ nè, 16 bài kệ số nhất trong vòng 1 phút, bài kệ thứ hai trong vòng 1 phút, lẽ lên. Nếu lửa là nhiên liệu, nghiệp tác nhân là một. Nếu lửa khác nhiên liệu, không nhiên liệu có lửa. Như vậy lửa thường còn, không do nhiên liệu sinh nhiên mạch lắm ha. Rồi chúng ta đi lấy cái nguyên tắc đó chúng ta phân tích đi. Cháy, hồi nãy đi bây giờ cháy, đúng không? Gồm có mấy thành phần? Nói đi, nói hết ra đi, phân tích đi. Theo cái bài đó hồi nãy giờ mình thi, mình cũng làm giống vậy nè. Thứ nhất là gì? Lửa là cháy, không có lửa lấy gì cháy, đúng không? Giống như đi phải có hành động, đi có sự đi vậy đó. Đã nói cháy là phải có lửa, còn không có lửa có khói thôi à, đâu cháy. Rồi. Một là lửa, hai là đốt. À, người đốt. Người đốt thì gọi là gì ta? Hay đốt. Hay đốt. Rồi củi. À, tức là bị đốt nè. Giờ mình lấy bút đỏ mình ghi luôn cho cái yếu tố nó giống nhau. Hay đốt là người đốt. Và gì nữa? Hành động đốt, đúng không? Và đốt, đốt là hay đốt, đúng không nè? Nó đốt không là biết rồi. Có nghĩa là mình bật hột quẹt là hành động đốt nè. Mình bật bếp ga là hành động đốt nè. Mình châm điếu thuốc là hành động đốt nè. Mình nướng con khô mực là hành động đốt. Tại vì cái này có thiệt đó. Cái cồn ở trong học viện á, mấy cô mua cồn lít luôn để mà sát trùng, để khỏi mua cái cồn chai. Mà tại sao nó cứ hao hoài? Cái đến chừng phát hiện cái mùi, mà cái mùi thơm thơm do nướng cái con đó là biết là có người xuống phòng y tế lấy cái cồn đó lên đốt rồi. Nhưng mà thôi, nhắc nhở cái hết luôn, không có gì chứ. À, đốt là năng đốt, phải không nè? Rồi, người đốt và đốt là năng đốt. Còn bị đốt gồm có cái gì nè? Củi là bị đốt, đúng không nè? Cồn cũng được, đúng rồi. Nhưng mà giờ ở đây bị đốt là củi. Ga cũng được. Thôi mình nói củi đi, tại vì cái thời xưa nó có cồn chưa? Cái thời Đức Phật có cồn chưa?
có rượu chứ chưa có còn. Nên Đức Phật dạy là cấm uống rượu. Rồi, rồi củi, than, rồi còn hay gì đó, dân ga. Trời ơi. Nhà luôn, chơi luôn. Chắc câu này cái trước là bị ở tù quá. Đốt nhà, ở tù. À, nói chung là vậy á. Thì cái này là phiền não nè. Cái này là năm uẩn nè, đúng không? Bị đốt là năm uẩn đúng không nè? Mà cái gì đốt năm uẩn của chúng ta? Phiền não. Phiền não nó đốt mình. Tham sân si gì đó, vân vân. Thì đó là những cái phân tích của chúng ta. Còn gì nữa không ta? Hả? À? Thời gian đốt, tại sao không nói? Nãy giờ nói đi, mà chuyện nó hết, nó lại. Nha. Thời gian đốt, phải có chứ. Thời gian đốt mà nó thuộc dễ gì nè, đã đốt nè. Cái đã đỏ là mình phải phá đó nha. Đã đốt nè. Đang đốt nè. Là gì nữa? Chưa đốt. Rồi. Biết cô nào nói đốt nhà là đã đốt hay chưa đốt vậy? Chắc chưa đốt quá. Dạ. Rồi, đó, phân tích đi như đó đủ rồi đó. Nha. Rồi bây giờ chúng ta coi nếu lửa là nhiên liệu, lửa đâu? Lửa là cái trên này đây. Lửa nè. À, nhiên liệu là này đây, nhiên liệu là này đây. Cái này còn gọi là nhiên liệu nè, bị đốt còn gọi là nhiên liệu. Thế thì ngài bóc ra là đồng vị, ngài phân tích trước nè. Mình đọc cái bài kệ để mình coi coi đó thuộc cái nào trong bắt bắt, được chưa? Là cái cách học nó nhẹ nhàng thoải mái nhất. Tại vì cái bài này đâu có thi nữa đâu mà lo, đúng không? Cho nên cứ coi như là coi phim gì đi. Vậy, đừng có nhớ nhiều chứ cho mệt. Bài kệ này quý thầy cô phân tích giùm chứ mình coi. Nếu lửa là nhiên liệu, thì cái này là đang phân tích cái bài kệ nào trong bắt bắt vậy? Đồng vị thường, gì nhất cất vị bất đồng, nhất bất vị chứ quên. Bất thường, bất đoạn, bất lai, bất xuất, dễ thuộc dễ gì? Đúng rồi, bất nhất, bất dị đó. Nếu lửa là nhiên liệu, thì nghiệp và tác nhân sẽ là một. Nếu lửa khác nhiên liệu, thì không có nhiên liệu và cũng không có lửa. Bắt đầu phân tích đó nha. Bất đồng, bất dị ở cái bài kệ này đây. Được chưa nè? Đồng dị là cái gì? Tại vì trong cái sự cháy á, nó có lửa. Cháy là cái kết quả đó. Cái này gọi là quả nè. Đây là gọi là kết quả nè. Phải không? Nha. Đốt thì nó ra lửa. Đó. Còn nhân là đâu? Nhân là nhiên liệu. Phải không nè? Bây giờ lấy quả trùng với nhân. Nếu lửa và nhiên liệu là một. Nếu lửa và nhiên liệu là một thì củi chưa cần đốt đã cháy rồi. Đồng ý không nè? Phải không? Nếu lửa và nhiên liệu là một thì củi không cần đốt cũng cháy. Điều đó quá vô lý. Chỉ khi nào đốt nhiên liệu mới ra lửa. Như vậy quả phải nằm ngoài nhân chứ không trong nhân được. Ý vậy đó nha. Còn chuyện ngoài nhân rồi nó cũng trật thì tính sao nha. Là đồng vị đó, được chưa? Cái đồng vị này là đồng vị nhân với quả. Nhân ở đây là nhiên liệu mà quả ở đây là lửa. Đó, chúng ta phải phân tích nó ra như vậy đó. Thì chúng ta hiểu cái bài kệ đó nó thuộc về cái cặp lý luận nào liền à. Tại lý luận chính là nguyên lý mà. À, bắt bắt là nguyên lý mà. Thì bây giờ à, rất là đơn giản thôi nè. Nếu lửa là nhiên liệu thì nghiệp và tác nhân là một sao? Điều này thật vô lý nhưng mà cái bài kệ này nó ngắn cho nên nó bỏ cái phần kết luận đi. Rồi. Nếu lửa khác nhiên liệu là dị á thì nó sẽ xảy ra là vô cùng vô tận nha coi. Nếu lửa khác nhiên liệu, nếu lửa khác nhiên liệu thì cái sự cháy này á nó có sẵn lửa rồi, nó cũng có sẵn nhiên liệu rồi, đúng không nè? Hình dung được không? Như vậy nếu lửa khác nhiên liệu, ở đây nói rằng á không nhiên liệu mà cũng có lửa. Bây giờ cái cháy mình sẽ được cấu tạo bởi lửa, sẽ có lửa, có nhiên liệu. Nếu lửa khác với nhiên liệu, hai thực thể, hai pháp khác nhau thì chuyện gì xảy ra? Thì không có nhiên liệu vẫn tồn tại lửa chứ gì, đúng không nè? Mà không có nhiên liệu vẫn tồn tại lửa thì hư không gió gì cũng tạo ra lửa sao? Cục nước đá cũng tạo ra lửa sao?
phải có nhiên liệu mới tạo được ra lửa. Không có nhiên liệu, đừng nghĩ đến lửa, mà nhiên liệu là cái vật liệu đốt cháy được mới gọi là nhiên liệu. Đó. Nếu hai cái này khác nhau trong cái sự cháy á, thì lửa tồn tại là một pháp riêng, nhiên liệu là tồn tại là một pháp riêng, thì không cần nhiên liệu vẫn có lửa được. Mâu thuẫn chỗ đó đó nha. Cha trợn mắt, trắng tròng mắt lên hết trơn vậy. Lý luận quá là đơn giản, thì mình học thì biết vậy thôi, còn chuyện nó làm sao kể nó. Lý luận là vô lý, lý luận là vô lý. Đã nói sự cháy bao phải bao gồm có lửa, có nhiên liệu, có người đốt, có gì đó. Bây giờ sự cháy có lửa, có nhiên liệu, nếu lửa và nhiên liệu là đồng với nhau á, nếu lửa và nhiên liệu đồng với nhau á, thì không cần đốt, không cần cái hay đốt này, vẫn có thể có lửa. Điều đó vô lý. Như vậy mình chứa xăng ở trong xe là xe hồi cháy luôn, tại vì không cần đốt cũng cháy. Nếu hai cái đó đồng nhau, nếu xăng là lửa thì người ta đổ xăng là chết liền, không được. Nếu xăng khác lửa, nếu xăng khác lửa có nghĩa là lửa khác nhiên liệu, thì lửa vẫn tồn tại khi không có xăng. Như vậy thì lửa luôn luôn có, rơi vào cái bái hỏa giáo của ngoại đạo, rơi vào cái phái của ba anh em nhà Ca Diếp mất tiêu rồi. Là lửa lúc nào cũng có theo họ vậy đó, cho dù anh có đốt hay không đốt, lửa vẫn tồn tại. Và nó rơi vào cái pháp của Nhất Thiết Hữu Bộ là đặc tánh luôn luôn tồn tại trong ba thời, tức là tam thế thật hữu, phá thể hằng hữu. Có nghĩa là bây giờ anh chưa có đốt, nhưng mà lửa nó nằm ở trong không khí, nó nằm ở trong khắp mọi nơi hết trơn á, vì nó có tánh lửa mà. Mà chính có tánh lửa cho nên đốt cái bàn mới lòi ra lửa, còn cái bàn không có tánh lửa chỏng, đốt thì nó ra nước kẹt, đúng không? Đó. Do đó nhờ có tánh lửa trong cái bàn cho nên đốt cái bàn ra lửa. Họ quan niệm như vậy đó. Như vậy thì lửa khác với lại nhiên liệu cũng không được. Nếu lửa khác nhiên liệu thì lúc nào cũng có lửa, điều đó vô lý. Mà đồng không được, khác không được, thì lửa không giống với nhiên liệu, lửa không khác với nhiên liệu thì cháy không thành tựu được. Cháy không thành tựu được, pháp lửa cũng không thành tựu được, cho nên đốt và bị đốt cũng không thành tựu được. Mọi bài kệ số 1 không là đủ để phân tích, không có cái gì hết rồi. Nhưng vì người ta chưa chịu, người ta cứng đầu, hoặc là người ta không hiểu, cho nên giải thích thêm nữa. Nhưng mà giải thích thêm nữa thì hết giờ, cho nên là quý thầy cô mệt mỏi. Quý thầy cô quan hỷ về đọc cái bài này hết và tự phân tích lấy, tự hiểu lấy nổi không? Ai làm nổi giơ tay lên mình coi. Không làm nổi thì ở lại học tiếp. Nói chơi thôi. Quý thầy cô nản hết rồi, chúng ta nghỉ tại đây. Dạ. Mình còn nửa học kỳ nữa phải không quý thầy cô? Nửa học kỳ tha hồ mà học phải không nè? Rồi, quá dễ. Đã nắm nguyên tắc rồi thì có gì đâu khó nữa.